Chào các bạn, hôm nay tôi lại đi miền Tây chơi các bạn ạ. Dùng cái từ là lại đi là bởi vì miền Tây đi quá nhiều rồi. Nhưng mà dường như đây, cái mảnh đất miền Tây này nó vẫn có một cái sức cuốn hút rất là mãnh liệt đối với tôi. Chúng ta đang sắp tới Vĩnh Long rồi, đang vào cầu Mỹ Thuận rồi. Qua cầu Mỹ Thuận là vào đất Vĩnh Long nhé. Thế thì ở miền Tây này tôi đã quay rất là nhiều video các thành phố của miền Tây rồi, là quay bằng flycam. Thì hôm nay riêng ở Vĩnh Long là chưa, cho nên hôm nay là sẽ thì có công việc ở Cần Thơ nữa, thì xuống Cần Thơ chơi và sẽ quay một cái video về thành phố Vĩnh Long để phục vụ các bạn. Bây giờ chúng ta đang ở trên cầu Mỹ Thuận rồi đây. Ok, sắp sửa lên đến đỉnh cầu Mỹ Thuận rồi. Vĩnh Long là một cái vùng đất cũng khá nổi tiếng đấy. Quê hương của bác Phạm Hùng, bác Võ Văn Kiệt. Osmoison và GoPro 7 quay một số cái đường phố chính của Vĩnh Long. Sau đó là bay flycam thôi để xem toàn cảnh của thành phố Vĩnh Long như thế nào nhé. Rồi, mời các bạn đón xem. Chúng ta vào đến cái vòng xoay này, tức là bên tay phải là ta đi vào đường tránh thành phố Vĩnh Long. Và đi check qua bên trái thì ta sẽ vào thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Trời, một cái bùng binh rất lớn. Đó, bên tay phải là đi đường tránh Vĩnh Long. Ta sẽ vòng vào ôm trái để vào Vĩnh Long nhá. Nhiều hoa phượng quá bây giờ. Đây là cổng chào Vĩnh Long. Thành phố Vĩnh Long kính chào quý khách. Không nhận ra Vĩnh Long nữa rồi, lâu quá. Ok. Đấy, bây giờ mới vào trung tâm Vĩnh Long. Kiểu như là phố cổ ấy. Nhớ là có cái khách sạn ở bờ sông ở đâu. Ra bờ sông rồi. À, trước mặt là phố đi bộ Vĩnh Long. Thank you.
ra bờ sông rồi các bạn ơi. Ở đây đến bờ sông để rẽ phải thì mới vào cái khu khách sạn bờ sông.
Thank you.